Trời ơi, ở chỗ này thật là nhiều hoa quá mấy bạn ơi. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cùng với mình đi hái hoa, bắt bướm nha các bạn nha. Trời ơi, ở trên này quá trời hoa luôn nè. Một bông hoa, hai bông hoa. Ui, ở bên kia có một con bướm kìa. Để chạy qua bắt bướm coi. Later. Ây da, trời ơi, chết mình rồi bạn ơi. Ông chết các bạn ơi. Trời là trời, đi hái hoa bắt bướm cái kiểu gì mà chọc nhầm con ông rồi. Rồi xong chết queo luôn. Trời ơi là trời mấy bạn ơi, xui ghê luôn các bạn ơi. Hồi nãy mình tính vào đây mình hái hoa bắt bướm, ai dè đâu mình đụng nhầm mấy con ong rồi. Ờ cũng đúng thôi, chỗ này nhiều hoa quá mà, cho nên ở đây rất là nhiều ong luôn các bạn coi nè. Đó, trời nó bay lên trời nè, quá trời luôn, lạng quạng đụng với nó là nó chích cho cái là sưng đít luôn các bạn ơi. Trời ơi, à quên nữa. Sao mình cứ quên cái này hoài ta, mình quên chào mấy bạn hoài à. Cái gì sao con ong nó quay lại đây vậy? À. Trời ơi con ong cái nộm mà hoa nó thích luôn hả? Con ong nó cắn tôi nãy giờ muốn chết luôn nè. Trời ơi trời trời. Ủa mấy bạn ơi, bộ nhìn mặt mình đáng ghét lắm hay sao con ong nó chích mình hoài vậy? Trời ơi trời. Ây, không sao, kệ kệ đi, giờ mình nói chào mọi người nè. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai vô địch vũ trụ Marvel đấy bạn ơi. Và hôm nay đó bạn, mình đã quay trở lại để làm thêm một video Miniqua mới cho các bạn xem rồi đây. Và đây cho các bạn xem nè. Tèn 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 tèn. Đó, mấy bạn thấy gì trên bầu trời chưa? Xin giới thiệu mọi người, đây chính là một cái cầu vồng mấy bạn ơi. Đẹp chưa? Trời, mình nói thật các bạn luôn nha, cầu vồng này mình xây hơi bị cực. Surprise. Rồi xong đụng nhầm con ong nữa rồi. À, trời ơi sao đây số mình xui quá ta. Trời đó là chứ. Trời ơi. Rồi, thôi cứu gì nữa, chết queo luôn rồi. Đến lượt chị luôn. Trời ơi, tới lượt ca mui bị ông chết rồi. Trời ơi trời. Hay mấy bạn ơi, chỗ này nguy hiểm quá mấy bạn ơi. Mình nghĩ rằng chỗ này chúng ta không nên gọi là quậy phá bạn ơi, đụng nhầm mấy con ong là chết queo luôn á. Thôi, mệt quá, từ nãy giờ mình cứ dài dòng hoài à. Bây giờ mình sẽ nói luôn nha. Thì từ trước giờ á, mình đã làm rất là nhiều những video cắm trại. Và có rất là nhiều bạn bảo mình rằng là anh ơi, anh hãy làm thêm những video cắm trại khác nữa đi anh. Bởi vậy cho nên là mình thấy cũng lâu lắm rồi mình chưa làm cắm trại. Bởi vậy cho nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một video, đó chính là cắm trại cầu vồng. Ta da. Yeah. Xịn chưa, xịn chưa. Và hôm nay đó bạn ơi, mình có mời gọi là hai bạn, gọi là hai bạn nữ cực kỳ xinh đẹp của Hero Team đến đây để quay video cùng với mình. Xin chào các bạn, đầu tiên chính là Sammy Nước. Chào mọi người đi. Hello, hello mọi người. Đúng rồi, hello mọi người. Ok, tiếp theo nữa là Camui Nước. Hello. Đấy, các bạn thấy không, hai người này người nào cũng là nước hết bạn ơi. Các bạn biết sao không, bởi vì mình phải mời mấy cái đứa mà nước nước vô á thì mình mới thể hiện được trình độ của mình, hiểu không đó. Chứ mình chơi chung với mấy người giỏi quá thì người ta sẽ gọi là thể hiện trình độ hết rồi, mình sẽ không còn cái gì để mình thể hiện nữa, đúng không đó. Cho nên là mình mời mấy đứa nước vô. À, ủa là nãy tôi nói mà người có nghe gì không ạ? Hình như không nghe đâu ha. À, không có gì hả? Ok ok, thì không nói nhiều nữa nha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu gọi là cắm trại cầu vồng thôi đó bạn ơi. Let's go. À mà khoan, trước khi vào video nè, các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Camui cùng với Sammy và các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người nữa nha anh em. Còn bây giờ thì nẹt vô, chúng ta cùng nhau cắm trại thôi nào. Vô. Rồi ok, chúng ta chuẩn bị cắm trại nha mọi người nha. Thì ở đây nè, mình đã có chuẩn bị ba cái rương cho mọi người nè. Đó, mọi người hãy mở cái rương ra đi. Tên 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 tên. Đó. Trong đây có rất là nhiều đồ để cắm trại luôn nữa bạn ơi. Đó, lấy ra hết, lấy ra hết, lấy ra hết nè. Có cúp sản đồ, gọi là cung, rồi giường ngủ, rồi tủ sách, rồi bức tranh treo tường, cái kiểu nhiều thứ để trang trí lắm. Đó, mọi người lấy hết đi. À, ok. Rồi, à mà khoan, tôi phải hỏi trước đã. Camui với Sammy đã bao giờ đi cắm trại chưa? Rồi. Đi rồi, tất nhiên rồi. Đi rồi hả? Ok, vậy thì được. Chứ tôi mà gặp người nào mà không biết cắm trại, tôi phải gọi là giúp xây nhà cắm trại đâu, cái kiểu mệt lắm. Trời ơi trời. Ok, rồi bây giờ nè, tôi sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để xây bằng cái lều này nha. Đây coi nè, đây. Đó, cái lều này không phải là lều bình thường đâu nha, mà lều này chính là lều cầu vồng luôn đó, xịn chưa? Đẹp quá. Đẹp không? Cái này là do Phong tự mua đó. Cái này là Phong bỏ ra tiền một tháng lương làm YouTube của Phong để Phong mua cái này về đó, cực kỳ đẹp luôn. Ok, đây, đặt ở đây thế này. Đấy, sau đó mình sẽ xây ra, xây dài dài đây thế này. Đấy, ok. Thì nói chung á là những cái người cao như Phong thì Phong sẽ xây cao tầm 3 tầng. Đấy, còn những người mà lùn như Camui thì xây tầng 1 tầng thôi là ở được rồi. Bạn ơi, bạn nói vậy là động vào tôi là tôi không đi cắm trại với bạn nữa nha. À, giỡn mà, chị Camui này giỡn có chiếu mà, chị giỡn em ngồi chị gì đâu, lớn gì đâu mà nhỏ nhen vậy. Không được. Ok. Rồi đây em sẽ đập này ra. Đấy. Nói chung là xây cái liều cắm trại thì rất là đơn giản thôi đó, mọi người cứ xây như em hướng dẫn là được, hiểu không? Đấy, cứ okay, nhìn thay.
Ok bạn ơi, mình đã xây xong cái lều cắm trại cầu vòng của mình rồi nè. Bây giờ mình sẽ đập mấy cái chỗ dư ra nha, đập mấy chỗ này ra đấy. Đó, thấy chưa? Đẹp chưa bạn ơi? Cầu vòng luôn á nha. Trời ơi, nhìn nó xịn sò con bò cười gì đâu luôn á. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vào đây và mình sẽ lấy một cái chữ mini world nè. Đây, em có chuẩn bị cho mọi người một cái biển mini world nè để mọi người trang trí nha. Mình sẽ gắn ở đây nè, đấy. Gắn vô. Đó, thấy không? Lều cắm trại phiên bản mini world đó, cực kỳ xịn luôn nha. Ok, mình sẽ đập hết mấy cái cỏ xung quanh đây để cho nó rộng rãi cho nó đẹp nha các bạn nha. Đập ra đấy. Ok. Tiếp theo nữa, mình sẽ bấm vào người của mình và mình sẽ lấy cho mình cái hàng rào đó. Hàng rào để làm gì các bạn biết không? Thì khi chúng ta cắm trại á, thì chắc chắn ở trong rừng sẽ có rất là nhiều thú dữ luôn. Bởi vậy cho nên là mình sẽ phải để những cái gọi là gì ta, những cái hàng rào ở đây để cấm không cho những cái con gọi là thú dữ nó vào trong cái lều cắm trại của bọn mình. Đấy, ok. Đặt cái thế này, đó, mình chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ luôn. Trời ơi, mình là nhà thông thái mà đúng không? Mấy người mà ta đeo kính thường người ta rất là thông minh luôn đấy. Ok. Rồi. Chứ tưởng những người đeo kính nó nguy hiểm chứ. Ừ, thì những người đeo kính thường rất là nguy hiểm và rất là thông minh. Đấy. Ok. Rồi, đó thấy không? Mình đã xây xong cái lều của mình này nè. Tiếp theo nữa là mình sẽ bỏ giường ngủ với lại tủ sách với lại bàn ghế vô nha. Ok. Có cả lò nướng đấy này. Đấy. Lò nướng để làm gì? Để đốt nhà. Để đốt nhà. À, nhầm. Không phải thấy. Nhầm. Lộn. Lò nướng là để nướng thịt. Đấy, ok. Để đây nè. Đấy, ok. Mình sẽ đặt lên cao nha. Ôi, đặt lên cao không được. Thôi, một cái thì cũng được rồi. Sau đó mình để mấy cái tủ sách lên. À. Ủa, mà sao mình ít sách vậy ta? Tính ra mình thấy cái chồng sách nó nhiều lắm mà sao để ở đây được có vài quyển vậy? Thôi, kệ đi. Ok. Rồi, đã có bếp để nấu đồ ăn thì tất nhiên phải có chỗ để ngồi để ăn đúng không? Mình sẽ để cái bàn ở đây. Sau đó để cái ghế chỗ này để ngồi ăn nè. Để ghế vô. Ok. Rồi, tiếp theo nữa bên đây mình sẽ để cho mình một cái giường ngủ. Ấy, thấy chưa? Xịn sò con bò cười liền. Ok, còn gì để trang trí nữa không ta? Mấy bạn ơi, mình có đem đến cho mình một cái dàn PC cầu vòng mình mới mua đó. Cực kỳ xịn luôn nha, mình sẽ cho các bạn xem đây. Mình sẽ lấy cho mình một cái bàn, quên mất, để mình khoe cái dàn PC này cho mấy bạn xem nha. Đặt cái nè. Đó, thấy không? Xin giới thiệu mọi người, đây chính là dàn PC cầu vòng của mình. Đó, thùng PC là có cầu vòng nè đó. Bàn phím cầu vòng, chuột cầu vòng, màn hình cầu vòng, tai nghe cũng là tai nghe cầu vòng luôn đấy. Xịn chưa? Ok. Rồi, để xem coi còn gì nữa ta. À, đúng rồi, có cả bức tranh nữa nè. Đây là một bức tranh của Mini World thì mình sẽ để nó ở phía trên nha. Đặt nó ở phía trên này để trang trí để được. Rồi xong, mình để sao che luôn cái dàn PC của mình rồi. Không được, để đây không được. Mình sẽ để nó ở bên đây đi. Để đây nhìn không ổn mấy bạn ơi. Vậy để chỗ nào vậy ta? Để chỗ nào cho đẹp bây giờ? À khoan, tại sao mình lại không để nó ở bên ngoài đây đúng không? Mình sẽ để nó ngoài đây cho đẹp nè. Đó, để nó đây này. Đó, nhìn đẹp không? Cái lều cắm trại của mình bây giờ đã có một cái hình của Mini World cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Xong rồi, ok. Vậy là lều cắm trại của mình đã hoàn thành xong rồi nè. Để mình qua coi mấy người kia sao rồi. Trời ơi, Sammy giờ này còn chưa xây xong cái lều nữa hả Sammy? Trời ơi, tôi sắp xong rồi. Cái này đắp khó lắm. Khó gì mà khó, tôi thấy bà nước ghê bà xây nãy giờ chưa xong. Ở chị Camui xây xong luôn rồi nè. Camui ơi, sao chị làm gì mà chị xây cái lều cắm trại mà to gấp 3 lần cái lều cắm trại của em luôn vậy? Thì tại lúc nãy em bảo là chị luôn đi, chị cần bé thôi thì chị quyết tâm là chị sẽ xây to nhất ở đây luôn. Trời ơi, vậy luôn hả? Trời ơi, đúng là gọi là lòng tự trọng của chị Camui thật là lớn bạn ơi. Mình chỉ cần mình chơi bả là lùng tịch một cái xong rồi bả xây cái lều cắm trại cao nhất ở đây luôn. Trời ơi trời. Ok, thôi không sao. Quên. Đúng rồi, Camui lấy cái cây ăn quả ra em mới sực nhớ. Em cũng có một cái cây ở đây. Đấy. Cái cây này để làm gì các bạn biết không? Thì mình sẽ trồng hai cây ở trước này nè. Đấy, để cho nó đẹp với lại để cho mình có hoa quả để mình ăn bạn ơi. Ok, đó xịn sò con bò cười. Đó thấy không? Ở chỗ này bạn coi nè, có rất là nhiều những quả táo luôn, nhìn rất là ngon. Chúng ta ở trong đây chúng ta cắm trại. Tối chúng ta đói bụng, chúng ta cần chạy ở đây chúng ta hái quả chúng ta ăn. Đó. Ok. Rồi, có mấy cây nấm nè. Đúng rồi, mình phải trồng nấm nữa chứ. Trồng nấm để mình khi mà mình đói bụng thì mình sẽ ăn nấm. Đấy, thấy không nè, quá trời nấm luôn. Xin hiệu bạn, đây là nấm độc nha. Này dễ trang trí thôi chứ không ăn được đâu. Mình nói giỡn thôi. Đó, mấy bạn nên nhớ nha, những cây nấm nào mà có màu đỏ và có những cái đốm trắng trắng đây nè thì sẽ là nấm độc nha bạn, cho nên là không ăn được đâu nha. Đấy, mấy cái cây này chỉ để trang trí thôi, trang trí cho đẹp thôi chứ không ăn được đâu nha. Đừng có dại mà ăn sống đầu bị gì là chết mình luôn á. Trời ơi trời. Ok, rồi. Bên nhà Sam thì cái gì mà Sam trang trí nhà bằng nấm độc luôn vậy Sam? Ủa, nấm này nấm đẹp chứ tôi phải nấm độc đâu, vô duyên nhờ. Trang trí gì? Đẹp. Trang trí nấm trang trí. Đẹp. Trang trí một hai cây thôi chứ trang trí gì mà trang trí tùm lum cái nhà luôn vậy? Bà ơi là bà. Trời, còn chị Camui là chị đã trồng nguyên một rừng nấm luôn bạn ơi. Trời ơi.
Cam Vui ơi, bộ chị tính trồng nấm ở đây cho người ta hái, người ta ăn để người ta chết hả chị? Em ơi, em không nhớ cái màu biểu tượng của chị là màu gì à? Màu xanh đúng không? Nấm này màu xanh đúng màu của chị thôi. Trời ơi là trời, lỡ đâu có ai ta không biết, ta hái nấm ta ăn rồi ta bị bệnh hay về tại chị nha. Hay, ok. Thôi bây giờ lều cắm trại đã xong rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu vui chơi thôi nào mấy bạn ơi. Let's go. Hay, bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ vô trong đây mình bật máy tính cầu vồng của mình lên để mình chơi game mấy bạn ơi. Trời ơi, lâu mới được đi cắm trại. Hả gì? Em định làm gì cơ? Em chơi game. Ủa em ơi, chúng ta đang đi cắm trại cầu vồng á. Ủa rồi sao? Ủa mình cắm trại thì mình đi vui chơi thì em chơi game thôi có gì đâu. Nhưng mà cắm trại là chúng ta phải đi chơi, đốt lửa trại, đi ra ngoài này, là mày làm kia ai đi chơi về điện tử à trời. Trời ơi, nhưng mà lâu lâu em mới được vào trong rừng thôi, em muốn trải nghiệm cảm giác chơi game ở trong khu rừng rậm đó, ghê không? À, nhưng mà chúng ta đang mắc một vấn đề em ơi. Vấn đề gì? Có đồ ăn không em? Chị đói quá à. Ủa chị đói bụng hả? Trời ơi, đói, chị đói bụng thì chị hái nấm độc chị ăn nè. Nhà chị trồng quá chị nấm độc luôn kìa, hái nấm độc ăn đi. Trời không, không còn thương mình nữa. Trời ơi, nó tính cho mình chết luôn nè. Thôi em giỡn thôi được rồi. Để em dẫn chị vô trong rừng, bọn mình đi kiếm, gọi là sao ta? Mình đi mình săn heo, săn thỏ, săn bò, mình kiếm thức ăn được không? Ờ, được. Ok, Sam, ok. Em kêu Sam. Sam ơi. Trời chị ơi. Sammy đói bụng quá, Sammy xỉu luôn rồi. Sam ơi. Trời. Cái gì vậy? Tự nhiên bà nằm một đống rồi tôi tưởng bà chết rồi chứ. Trời ơi, tôi buồn ngủ không nội, tôi chứ người nằm gì? Ngủ đi mà ngủ, ra đây. Bây giờ bọn mình không được quyền ngủ. Tại bây giờ á, bọn mình đang cắm trại ở trong rừng rất là nguy hiểm luôn. Mình mà không có thức ăn thì mình sẽ bị chết đói luôn á, cho nên là không được ngủ nghe chưa? Rồi ok. Bây giờ thế này nè. À, để gọi là tránh bị mất sức thì em đã chuẩn bị cho mọi người một thứ rất là hay. Đây. Mọi người kiểm tra trong người của mọi người sẽ thấy một cái trứng của một con vật. Đấy. Sau mọi người sẽ lấy nó ra và đặt nó ra nha. Tên. Đây. Xin giới thiệu mọi người. Đây chính là thú cưỡi của em, mang tên là con bò cười. Ủa sao kỳ á? Kỳ gì mà kỳ? Cái nhìn nó đẹp vậy thôi, nhưng mà tôi thích đặt tên là gì thì tôi đặt, tại vì nó là thú cưỡi tôi mà, tôi đặt tên cho con thú cưỡi này là con bò cười đó. Ủa, tại vì nhìn... là thú cưỡi của mình hả? Ờ đúng rồi. Nè sao thử đặt coi. Đúng rồi. Wow. Con này nhìn dễ thương quá vậy. Wow, ơ mà khoan, từ, hình như con này là nó có màu xanh. Ủa con này là của chị Ca Mui rồi. Con này của chị Ca Mui. Ủa chị đưa cho em trứng đi, Ca Mui đưa em trứng để em chịu hồi. Ok, chị Ca Mui đưa cho Sam cái trứng khác đi. Ok rồi, Sam. Sao tôi là con heo vậy Bông? Tại sao tôi là con heo vậy? Không, cái này là cái trứng heo thôi. Cái này là cái trứng heo thôi, nhưng khi chúng ta đặt ra sẽ là con thú cưỡi. Đó, thấy không? Đây. Thú cưỡi này nhìn còn xịn lắm nha. Ơi chạy đâu vậy con kia? Đứng lại. Ok. À. Đấy. Bây giờ bọn mình ai cũng đã có thú cưỡi để cưỡi rồi. Chúng ta sẽ không cần phải đi bộ nữa. Chúng ta sẽ không bị mất sức, các bạn hiểu không? Đó, ok. Rồi, chúng ta cùng nhau vào rừng để kiếm đồ ăn thôi. Không biết ở trong rừng có gì ăn ha mọi người. Mọi người ơi. Em nghĩ rằng là bây giờ chúng ta đói bụng thì chúng ta kiếm gì trong đây ăn ra. Ừ, đúng rồi. Từ nãy đến giờ em để ý nha, là trong rừng này có rất là nhiều ong luôn. Em chắc chắn xung quanh đây sẽ có tổ ong. Bọn mình sẽ đi lấy mật ong để ăn đi. Em thấy vậy là thuộc phù hợp á. Phong ơi, mới đầu video em bị ong chích chưa chừa hả? Trời là trời, đi hái hoa mắc cướp cái kiểu gì mà chọc nhầm con ong rồi xong chết queo luôn. Có gì đâu trời, mình phải biết cách thấy không? Mình biết cách mình hái là không bao giờ bị ong chích thấy không? Đó, ok. Đi theo em sẽ dẫn mọi người đi hái tổ ong để ăn. Đi. Ủa mọi người ơi, em nhớ là trong đây có nhiều ong lắm mà ta sẽ từ nãy giờ đi mà kiếm không ra được cái tổ ong hết vậy trời. Không có cái nào luôn mọi người ơi. Phong ơi, đây nè, đây nè. Ở đây quá trời nè, trời ơi. Đúng rồi nè, bên đây có nè. Một cái nè. Đây là hai cái nè. Nhiều vậy. Bên đây nữa là ba cái luôn. Ủa trời, bên đây sao nhiều vậy ta? Trời, bên kia không có cái nào. Bên đây nhiều muốn chết luôn. Ok. Rồi đúng bây rồi, giờ cùng rồi. Nhau lấy tổ ăn để ăn hay là mọi người ơi. Ok. Không. Quả chị thấy trước là của chị. Đó. Ok, chị lấy đi. Chị ăn một mình hiểu không? Cái gì đấy? Có sao không? Để em đem cứu chị. Đem cứu chị. Là trời. Coi mày hả mày ông nè. Bình tĩnh. Rồi xong chết queo luôn, rơi hết đồ luôn. Trời ơi, bốc khói luôn rồi. Ca Mui ơi là Ca Mui, chưa kịp nói gì hết trơn. Mọi người ơi, mọi người đừng có giống chị Ca Mui nha. Cứ đi chọc mấy cái tổ ong rồi bị ong dí vậy là sẽ bị ong chích đó nha các bạn nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để lấy tổ ong một cách gọi là an toàn nhất nha. Trời ơi, Ca Mui không biết gì hết trơn à. Coi em nè, để lấy tổ ong, bọn mình không được sử dụng cưa hay là cái gì hết. Bởi vì đụng đến tổ ong thì sẽ bị ong chích.
chúng ta sẽ sử dụng một cái, đó chính là cái cung này đó, thấy không? Đó, bây giờ bọn mình sẽ kiếm cái tổ ong nè. Đây, ở bên đây có cái tổ ong nè, mọi người coi em nè, dương cung lên ngắm và bắn đó, thấy không? Tổ ong sẽ bởi ra và nó sẽ rơi ra mực ong đó, xịn chưa nè. Em cho chị ca mui nè, đó rồi cái bên này đi, em lấy nè thêm cái nè. Hey, đó, ok rồi. Nè, cho Sam nè, đó, thấy không? Ai cũng có phần hết. Ok, để kiếm thêm cái nữa coi. Ủa? Ê bạn ơi, tính ra ở chỗ này chỉ có được gọi là ba cái tổ ong, nhưng mà hồi nãy ca mui phá mất một cái rồi. Bây giờ còn có hai cái, xong mình lấy mình cho ca mui một miếng, Sammy một miếng, xong cuối cùng mình nhịn đói luôn. Ê, trời. Trời ơi trời, tôi nhịn đói luôn hả? Thôi. Hay là bây giờ mình không ơi. Hả? Chị có cái này là em có thể ăn tạm nè. Đậu phộng. Chị tính cho em ăn phân luôn hả? Chị vô em quá. Trời ơi là trời. Tôi giận hai người luôn, thôi tôi về nhà đây. Tôi giận quá bạn ơi là trời ơi là trời. Em không chơi hai người ở đâu, hai người ăn hết đồ ăn của em. Vô giận quá. Trời, đói bụng quá bạn ơi, chén gì đâu luôn á, không có đồ ăn. Ôi trời trời. Cái gì vậy? Mấy bạn ơi. Ê mọi người qua đây. Trời ơi. Ê, hay hai người ơi, có phải là em đói bụng quá cho nên là em bị hoa mắt không? Hình như trước mặt em là con khủng long phải không mọi người? Không hoa mắt đâu, chị no bụng mà chị cũng thấy nè. Vậy là không phải là em bị hoa mắt hả? Vậy là con này là con khủng long thiệt á hả? Ôi trời. Trời ơi bạn ơi. Trong mini hoa này có khủng long nhở? Em cũng không biết luôn. Ủa mà con khủng long này nhìn nè, nó có đến tận 3 cái đầu luôn chị ơi. 3 cái đầu mà cái tay là không phải cái nào, không phải là cái tay mà là cái cánh của nó còn bự nữa. Trời ơi. Thôi mọi người ơi. Mọi người lại đây em nói mọi người nghe nè. Em nghĩ là bây giờ chúng ta nên âm thầm, chúng ta lén lút chúng ta chạy về nhà thôi, chứ đừng có đụng đến nó là chết luôn á. Không. Phong à. Phong nhìn chị với Sam đi. Sam đang cầm cái cung. Chị đang cầm cái kiếm. Chỉ có em đây không thôi thì em mới sợ. Đúng rồi. Là sao? Ôi, đừng có nói là hai người tính chiến đấu gì đó nha. Sam ơi. Trời ơi. Mẹ này chị em mình sống lên. Kệ Phong. Con rồng là đồ nhát. Yếu đuối. Phong ơi. Ai? Bình tĩnh. Trời ơi. Mày nè. Trời ơi. Trời hai người ơi, tôi nói nè, đừng đụng đến nó. Ui. Trời ơi mọi người, nó phun lửa kìa. Ôi. Đây, hai người kia chạy đi. Nó phun lửa chết bây giờ. Rồi xong, Camui chết queo rồi. Trời ơi. Sammy ơi. Sammy chạy đi. Trời ơi. Không, tôi sẽ bảo vệ chị Cam ơi. Cam ơi, em sẽ là thay mặt giúp chị Cam ơi. Chờ em xíu. Trời ơi, tôi nói chạy đi mà, đừng có đụng vô nó. Trời ơi, nó phun lửa kìa bạn ơi. Trời ơi, con này phải nói là nó là một loài động vật nguy hiểm luôn rồi, chứ không phải bình thường các bạn ơi. Trời ơi. Thôi, không sao, bỏ chị đi em. Trời ơi, Sammy. Cam ơi. Trời, hai người này ai cũng chết queo luôn các bạn ơi. Cái con quái vật đáng ghét này. Hôm nay mày có biết rằng là tao khó khăn lắm, tao mới năn nỉ hai người này cùng đi cắm trại với tao không hả, mà mày dám tiêu diệt hai người này, mày dám là quýnh cho hai người này ngất xỉu luôn. Con này láo. Một người là chị của tao, một người là bạn gái của tao, mày có biết không hả? Ở chỗ này ta đang có một cây kiếm cầu vồng, ta sẽ sử dụng cái kiếm này để đánh ngươi. Trời, nó dám quay mặt về phía mình luôn kìa các bạn ơi, nó xem thường mình kìa. Cái con này láo thật. Khoan, mình có mấy cục phân nè, mình sẽ chọi vô mặt nó. Mày hả mày? Nó không sợ luôn bạn ơi, con quái vật này là con quái vật ở dơ, nó không sợ mình luôn kìa. Mày hả mày? Ui, nó phun lửa mình. Uay, né đạn nè, phun cái nữa coi. Né đạn nè, trời ơi, dễ gì quýnh được tao. Mày hả mày? Ây da, đau quá. Ây da, chạy mày ơi, hơi quýnh ông lại rồi. Ai mấy bạn ơi, mấy bạn nghĩ rằng mình có nên bỏ hai người này xong mình chạy về nhà luôn không? Con quái vật này nó khỏe quá. Trời ơi là trời. Không được, mình phải quay lại để mình tiêu diệt nó, không thể nào mà mình bỏ chị Ca Mui với Sammy ở trong đây được. Hey, mấy bạn ơi, cái con này là chúng ta không nên lại gần nó bạn ơi, lại gần nó là nó sẽ phun lửa, mình không thể nào mình né được. Bởi cho nên mình phải bắn từ xa, sau đó nó phun lửa mình thì mình sẽ né nha các bạn. Ơi. Mày hả mày, dính mày nè. Né đạn. Đó, dễ gì phun lửa được tao. Phun cái nữa coi. Né nè, trời ơi. Bắn mày nè. Ơi, né. Né nè, trời ơi. Mày tưởng mày giết được tao chắc. Né đạn nè. Ôi trời ơi. Không cận là chùm bắn cung rồi. Ơi. Mày hả mày? Trời ơi, viên đạn của mày bay chậm gì đâu luôn á, không thể nào trúng được tao đâu. Ơi, bắn mày nè. Ui, trời ơi. Mày hả mày? Mày hả mày? Mày hả mày? Đó, chết mày chưa con. Ui, hình như nó chết queo rồi các bạn ơi. Ui, nó biến mất luôn rồi. Trời ơi, may quá, chạy mấy bạn ơi, chạy. Trời ơi trời, hay, thấy chưa,
chỉ cần gọi là các bạn thông minh thì các bạn sẽ tiêu diệt được cái con này ngay thôi đó, sử dụng cung là giết được nó liền chứ có gì đâu. Ai trời ơi bạn ơi, thôi bây giờ mình nghĩ rằng là mình phải đem chị Camui với Sammy về về lại làng Hero Team thôi, chứ để hai người đó ở lại đây thêm một phút giây nào nữa là sẽ gặp quái vật tiếp các bạn ơi. Đó bởi vậy mới nói đi cắm trại trong rừng là rất là nguy hiểm luôn nha, cho nên á mấy bạn nhỏ nên nhớ nè là đừng bao giờ đi cắm trại một mình nghe chưa, đi đâu cũng phải có người lớn đi theo mấy bạn hiểu chưa, không được đi một mình nha. Ôi trời, gặp biết bao nhiêu nguy hiểm. Hay thôi ok, mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây đây, bởi vì hôm nay cắm trại như thế này là quá đủ rồi, gặp quá trời quái vật rồi, gặp biết bao nhiêu chuyện luôn rồi. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên hãy qua bên kênh YouTube của Sammy cùng với chị Camui và các thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Ok, còn bây giờ thì chúng ta kết thúc video tại đây thôi. Mình phải dẫn hai người này về nhà thôi, chứ không để cho hai người này trong rừng được đâu, nguy hiểm lắm. Ok, tạm biệt mọi người nha. Yêu anh em phải nồi. Bye bye.